Tuyết Tình Cốc. Long Nhi à, hôm nay trời thật là đẹp, ta đưa nàng ra ngoài chơi, nàng có đồng ý hay không? Không được đâu, hôm nay ta có chuyện quan trọng lắm Quá Nhi à. Có chuyện gì mà quan trọng hơn ta được nữa chứ? Ngày xưa Dương Quá nhất dùng, giờ đây ta thấy sếp Tùng đẹp hơn. Mấy nay tụi anti-fan nó quậy dữ quá, khiến cho ta ăn ngủ không yên, phải online sát cánh cùng các xì cai comment tất cả các bot chửi sếp nữa. Nhất quyết không để cho bọn ngu học nó đẻ trứng. Nàng đừng có coi ta là trẻ trâu không hiểu chuyện, nàng thức ngày thức đêm để bắt Pokemon chứ làm gì đâu mà. Trên đời này đúng là chỉ có mình Quá Nhi là hiểu ta nhất ha. Cả một tuần vừa rồi ta bắt được cả 100 con Pokemon, nhưng bị giật mất cái iPhone mới là chuyện đáng nhục. Một cái iPhone thì nói làm gì chứ, ta còn mất hẳn một cánh tay đây nè. Sợ nàng buồn nên ta mới nói bị giang hồ chém. Thật ra là cũng bắt Pokemon như nàng thôi. Lòng gì à, nàng có thích coi phim không vậy hả? Ừ, thích chứ. Phim Thái ta thích tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân đó. Phim Hàn thì ta thích hậu duệ của mặt trời nha. Phụ nữ toàn thích mấy cái thể loại phim phức tạp không hả? Ta chỉ thích phim Nhật chỉ có hai diễn viên không trang phục mà thôi. Thật ra ta cũng không thích coi phim cho lắm đâu. Ta chỉ muốn sau này được cùng Quá Nhi nắm tay nhau đi khắp thế gian mà thôi. Chỉ cần vậy là ta mãn nguyện rồi. Chuyện quá đơn giản. Giờ ta chưa có tiền, sau này có rồi tính ha. 3 năm sau. Quá Nhi à, từ lúc chàng hứa đến giờ cũng được 3 năm rồi đó. Ta muốn hỏi là chàng có đủ tiền đưa ta đi du lịch hay chưa? Chàng cứ im hoài làm cho ta lo quá. Lòng gì à, nàng cứ yên tâm đi, cho ta 2 năm nữa, ta sắp đủ tiền mua vé rồi. Vậy chàng thề với ta, đứa nào hứa lẹo đó làm chó nha. À hi hi, đồ chó. 2 năm sau nữa, cuối cùng ta cũng mua được 2 cái vé. Giờ ta cho nàng chọn Nha Trang, Hội An, Đà Nẵng, Huế, Thái Lan, Nhật Bản. Nàng cứ từ từ nghiên cứu. Nhưng trước khi đi, ta muốn ấy một cái được không? Chàng kỳ quá ha. Nhanh đi, lại đây. Nhưng Quá Nhi nè, chàng lấy đâu ra tiền để mua vé đi Nhật vậy? Một cặp cả 100 triệu lận á. Ngài nói với nàng là ta mua vé đi Nhật. Ta mua vé xem phim ở BHD Star Cineplex. Ở đó đang có rút thăm may mắn vé đi du lịch. Chứ ta với nàng suốt ngày trong cốc, trên răng dưới rúng, đi bằng niềm tin hả?